Xin chào quý cô bác đang cùng theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, ngày nay thì cuộc sống ngày càng phát triển, thế nên nhu cầu của con người cũng ngày càng được nâng cao, ngay cả trong việc ăn uống cũng vậy. Ngoài những bữa cơm nhà được chuẩn bị công phu cầu kỳ, thì chúng ta biết chiều chuộng bản thân bằng việc thi thoảng lại ra ngoài hàng quán để cải thiện bữa ăn của chính mình đúng không ạ? Có rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau cho việc ăn ở bên ngoài. Tuy nhiên thì khi ăn ở nhà hàng, có một điều mà không ai dám chắc chắn, đó là về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên thực tế, có 5 món ăn được xem là rất bẩn, được bày bán trong các nhà hàng. Nếu không cẩn thận, cô bác sẽ rất dễ bị đau bụng, đầy bụng, đi ngoài, thậm chí nặng hơn là ngộ độc, mất mạng như trời. Do vậy, cô bác cần hết sức cẩn thận. Vậy đó là 5 món ăn nào? Làm sao để có thể nhận biết? Cô bác cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Món ăn đầu tiên đó là các loại rau mầm. Cô biết là cô bác đã biết cách nhận biết các loại rau mầm chưa ạ? Rau mầm là loại cây non mới nảy mầm có chiều dài trung bình từ 5 đến 10 cm, thường thu hoạch sau thời gian ngắn khoảng 5 đến 7 ngày gieo trồng. Rau mầm thường rất non, mềm, mọng nước và có vị ngọt, hơi cay nồng tùy theo từng loại rau. Loại rau này được nhiều cô bác ưa chuộng bởi chứa nhiều dinh dưỡng hơn những loại rau thông thường. Nắm bắt được tâm lý này, thế nên hiện nay rau mầm được bày bán khá phổ biến, len lỏi cả vào các nhà hàng lớn nhỏ để phục vụ nhu cầu của các thực khách. Khi đi ăn trong các nhà hàng, nhiều cô bác cũng thích gọi các loại rau sống hoặc rau mầm này để ăn. Tuy nhiên, cô bác cũng cần hết sức cẩn thận khi thưởng thức món ăn này ở các nhà hàng nhé. Trước đây ở Mỹ vào năm 1996 đã xảy ra hơn 30 vụ ngộ độc thực phẩm, mà đáng nói là nguyên nhân đều xuất phát từ thói quen ăn rau mầm. Nguyên nhân được tiết lộ đó là rau mầm thường được trồng trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt. Đây là điều kiện mà các loại vi khuẩn như Salmonella và E. coli phát triển mạnh. Dành cho cô bác nào chưa rõ thì vi khuẩn Salmonella là loại vi khuẩn là thủ phạm thường thấy trong các vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn. Đây là vi khuẩn nguy hiểm trong số các vi khuẩn đường ruột gây ngộ độc thực phẩm. Có tới 8% các trường hợp vi khuẩn đi sâu vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và dễ tử vong, đặc biệt khi vi khuẩn quá nhiều, cơ thể yếu. Khi ăn rau mầm, cô bác thường ăn sống hoặc có chăng cũng chỉ trần qua nước sôi mà thôi. Điều này lại càng tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn sinh sôi phát triển trong cơ thể của chúng ta. Do vậy, theo Sống Khỏe Mỗi Ngày, khi đi ăn nhà hàng thì cô bác nên hạn chế ăn loại rau này. Rau mầm cũng rất dễ trồng và chăm sóc, nên cô bác hoàn toàn có thể tự trồng lại rau này tại nhà và thưởng thức cô bác nhé. Món ăn thứ hai đó chính là hàu sống. Khi đi ăn ở ngoài nhà hàng, đặc biệt là các nhà hàng hải sản, thì nhiều cô bác thường rất thích ăn hàu. Hàu cũng là một loại hải sản tốt cho sức khỏe, được nhiều bác sĩ khuyên nên ăn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn hàu ở nhà hàng, cô bác cũng cần hết sức cẩn thận, bởi vì chúng ta không thể biết rõ về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng thật sự của loại hải sản này. Nhất là các bác nam giới hay thích ăn hàu sống vì nghĩ ăn hàu sống mới cảm nhận rõ được sự thơm ngon, độ tươi mềm và hương vị riêng biệt chỉ có ở hàu. Thế nhưng hàu sống tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Cách đây mấy năm, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết có một người đàn ông 65 tuổi trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm khuẩn vi khuẩn Vibrio parahemolyticus tại biển do ăn hàu sống. Gia đình bệnh nhân cho biết là sau khi ăn phải hàu sống, bệnh nhân có các dấu hiệu như là nôn nhiều, đau bụng, đại tiện phân lỏng, sốt cao, mệt mỏi. Khi thấy bệnh nhân có biểu hiện tụt huyết áp, nổi ban nhiều trên da thì đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Mặc dù được chăm sóc điều trị tích cực tận tình, nhưng bệnh nhân cũng đã không qua khỏi. Qua kết quả xét nghiệm cấy máu, các bác sĩ đã nhận định rằng việc ăn hàu sống đã khiến cho người đàn ông bị nhiễm vi khuẩn Vibrio parahemolyticus tại biển, gây ra tình trạng nhiễm trùng, viêm ruột cấp tính, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn toàn thân và dẫn đến tử vong. Đây là một loại vi khuẩn sống ký sinh trong hải sản như cá, cua, tôm, sò, ốc, hàu của vùng nước lợ và nước mặn, ngoài ra còn tìm thấy trong cát bùn nước biển bị ô nhiễm. Vì vậy, để tránh nhiễm vi khuẩn Vibrio
Pagrahemoglisticus, các bác sĩ khuyến cáo là cô bác không nên ăn hải sản sống hoặc tái hoặc hải sản bị hỏng và chết. An toàn nhất là biện pháp ăn chín uống sôi. Ngoài ra thì trước khi chế biến hàu sống, cô bác cũng cần rửa thật sạch rồi ngâm với nước sạch hoặc nước muối khoảng 3 tiếng để loại bỏ cặn bẩn, bùn sâu trong lớp vỏ. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của WHO trước và sau khi ăn hàu, cô bác nên rửa sạch tay và khử khuẩn với xà phòng và nước ấm trong 20 giây để diệt virus vi khuẩn, tránh nguy cơ bị mắc các bệnh của bác nhé. Món ăn thứ ba đó là món trứng sống. Sống khỏe mỗi ngày thấy có nhiều cô bác khi đi ăn ở bên ngoài, nhất là ăn bún phở hay bánh cuốn thì thường gọi thêm vài quả trứng trần, tức là trứng chưa chín kỹ để ăn kèm. Rồi cũng có cô bác không biết nghe ở đâu thông tin là ăn trứng sống chữa được nhiều bệnh như bệnh đau dạ dày, các bệnh về tiêu hóa nên cũng áp dụng theo. Thực tế thì không biết ăn như vậy có tác dụng gì không, nhưng mà nguy cơ trúng độc thì rất cao cô bác nhé. Nhất là khi cô bác ăn trứng sống ở ngoài nhà hàng thì khả năng ngộ độc này sẽ càng dễ xảy ra hơn. Trứng không rõ nguồn gốc rất dễ bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Theo chuyên gia dinh dưỡng cũng nhận định có khoảng 10% số trứng chứa vi khuẩn gây bệnh Salmonella, nấm mốc hoặc ký sinh trùng. Vi khuẩn Salmonella được tìm thấy không chỉ trên vỏ trứng mà còn ở bên trong trứng, nhất là những quả trứng không tươi. Ăn phải quả trứng bị nhiễm Salmonella có thể khiến cô bác bị ngộ độc thực phẩm. Triệu chứng chính của nhiễm vi khuẩn Salmonella là tiêu chảy nghiêm trọng. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như có máu trong phân, đau bụng, nôn mửa, sốt và nhức đầu. Người dễ bị ảnh hưởng từ nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành. Ở phụ nữ mang thai, Salmonella có thể gây chuột rút trong tử cung, dẫn đến việc sinh non. Đặc biệt, nhiễm khuẩn Salmonella thậm chí còn có thể gây nhiễm trùng máu và cuối cùng dẫn đến tử vong. Do vậy, cô bác chú ý là đừng bao giờ ăn trứng sống nếu cô bác không rõ nguồn gốc của quả trứng đó nhé. Khi đi ăn ở nhà hàng hay thậm chí là ăn ở nhà cũng vậy, tốt nhất là cô bác chỉ nên ăn những quả trứng đã chín kỹ mà thôi. Món ăn thứ tư đó là những lát bánh mì cắt sẵn. Khi đi ăn ở ngoài nhà hàng thì nhất là ăn những món như nướng, món áp chảo thì không thể nào thiếu được những lát bánh mì đã được cắt sẵn đúng không cô bác? Nhưng liệu cô bác có tin những lát bánh mì này có thể trở thành thủ phạm gây hại cho sức khỏe của mình không ạ? Cũng khó tin, bởi vì mình vẫn ăn bình thường thì làm sao có hại được đúng không? Tuy nhiên, theo một khảo sát với những đầu bếp của nhiều nhà hàng, thì những miếng bánh mì cắt sẵn ở trên bàn của cô bác rất có thể là những lát bánh ăn thừa của những vị khách đến trước. Và chính cô bác cũng không dám chắc là chiếc bánh mì này đã được người ăn trước đó cầm lên ngửi hay có bị bắn nước miếng vào trong quá trình ăn các món này không. Do vậy, việc nhiễm khuẩn là hoàn toàn có thể xảy ra nhé. Do vậy, khi cô bác đi ăn ở ngoài nhà hàng, nếu có thể thì hãy xin những chiếc bánh mì còn nguyên, vừa ăn vừa xé nhỏ, hoặc nếu không thì hãy hạn chế gọi những đĩa bánh mì được cắt sẵn của bác nhé. Và cuối cùng, đó chính là món cá vược. Cá vược hay còn gọi là cá chẽm. Ở Việt Nam mình thì cá vược là loài cá có giá trị kinh tế cao bởi thành phần dinh dưỡng vượt trội hơn so với các loại cá khác và là nguyên liệu chính cho các món ăn ngon khiến ai ăn cũng đều nhớ mãi, không quên. Vì vậy mà mỗi khi có dịp ăn ở ngoài nhà hàng thì nhiều cô bác thường gọi món cá này đi thưởng thức. Nhưng đây cũng là món ăn mà cô bác nên cẩn thận nhé. Theo một nghiên cứu đã chỉ ra, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 50.000 người tại Mỹ đã trải qua một loại ngộ độc thực phẩm đáng sợ khi ăn cá vược. Triệu chứng gồm đau dạ dày, mệt mỏi và mất ngủ, suy nhược. Loại cá này cũng nhiều lần bị phát hiện nhiễm thủy ngân, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Thế nên cô bác hết sức lưu ý khi thưởng thức món cá này nhé. Như vậy là Sống Khỏe Mỗi Ngày đã vừa chia sẻ tới cô bác 5 món ăn được bán nhiều tại các cửa hàng. Sau đó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng của chúng ta nữa. Do vậy, cô bác cần hết sức cẩn thận và nếu có thể, hãy hạn chế thưởng thức món ăn này khi ăn ở ngoài hàng, cô bác nhé. Cô bác thân mến, gần đây thì nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã được báo chí và truyền thông đưa tin. Nó khiến cho rất nhiều cô bác hoang mang và lo lắng, phải không ạ? Nguyên nhân ngộ độc thường đến từ việc ăn những loại thực phẩm chứa vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, gây các bệnh phổ biến như rối loạn tiêu hóa, hội chứng thiếu máu, viêm dạ dày, ruột, viêm đại tràng và thậm chí là có thể tử vong trong những trường hợp nặng. Đặc biệt, đối với rau củ, những loại sinh trưởng trong môi trường thủy sinh hay bán thủy sinh cũng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao nhất. Một số loại rau củ
bề mặt sần sùi khó rửa sạch hoặc hay dùng ăn sống cũng dễ khiến cho con người bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại. Vì vậy, quý bác hãy đặc biệt chú ý khi sơ chế và chế biến 5 loại rau củ sau đây. Nếu không, nguy cơ cao quý bác sẽ bị nhiễm khuẩn ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng. Quý bác hãy cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây nhé! Loại rau đầu tiên rất quen thuộc với chúng ta đó chính là súp lơ. Sẽ có nhiều quý bác cảm thấy ngạc nhiên khi thấy súp lơ xuất hiện trong danh sách này đúng không ạ? Trước giờ thì quý bác vẫn nghĩ đó là một loại rau ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Nhưng để nói về độ sạch thì không hẳn đâu quý bác nhé. Súp lơ hay là bông cải chứa rất nhiều vitamin C, vitamin K, canxi, axit folic, kali và chất xơ, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng nên được rất nhiều người yêu thích sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên vì hình dạng bên ngoài của súp lơ không bằng phẳng mà có nhiều chỗ lồi lõm, khe rãnh rất nhỏ, gây khó khăn khi rửa sạch. Tại các khe rãnh này sẽ còn tồn đọng rất nhiều chất bẩn, các loại ký sinh trùng, vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể con người. Khi làm sạch và chế biến không kỹ, chúng sẽ có khả năng xâm nhập vào cơ thể thông qua đường ruột, nguy cơ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Do vậy, quý bác không nên chọn cách ăn súp lơ tái, ăn sống để khử vi khuẩn, vi trùng còn sót lại. Quý bác nên trần qua súp lơ trong nước sôi trước khi chế biến nhé. Loại rau thứ hai này được ăn kèm các loại món lẩu đó là rau cần. Rau cần là một loại rau dân dã phổ biến và có giá rất rẻ, canh chế biến cũng rất đa dạng nữa. Rau cần thì có hai loại, một loại là cần trồng ở ruộng vào những ngày đông lạnh giá thế này, có một nắm rau cần xì sụp với bát nước lẩu nữa thì đúng chuẩn vị rồi. Tuy nhiên khi ăn rau cần, cô bác cần thật cẩn thận ở bước làm sạch rau nhé. Lý do là bởi vì ở trong rau cần thường sẽ chứa rất nhiều giun sán, vi khuẩn hơn loại rau cần trồng ở trên cạn. Chưa kể là nhiều cô bác có thói quen ăn cả phần gốc rau cần sau khi bỏ rễ vì cho rằng như vậy mới thơm ngon và tiết kiệm. Tuy nhiên đây là phần bẩn nhất, dễ nhiễm ký sinh trùng và không thể làm sạch hoàn toàn dù cô bác có rửa nhiều lần. Lá và thân cây rau cần cũng dễ ngập sâu trong nước, khó rửa sạch nên nguy hiểm khi ăn sống. Tốt nhất là cô bác không nên ăn sống rau cần, bỏ phần gốc, nhặt sạch rễ và lá sâu, sau đó rửa thật kỹ. Khi nấu thì cô bác cũng phải đảm bảo chín kỹ và nếu có nhúng lẩu, hãy đảm bảo đã ngâm nước muối trước đó, nhúng trong nước sôi hẳn để đảm bảo cho sức khỏe của bác nhé. Thứ ba đó là xà lách. Xà lách là một loại rau quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin cùng nhiều chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là kali. Nhiều các bác thường mua xà lách về và trộn chung với một số nguyên liệu khác dưới một chút sốt làm thành món salad chống ngấy hay giảm cân cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên do xà lách có nhiều lá xếp đè lên nhau nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng cư trú. Vì vậy, để hạn chế vấn đề này, cách tốt nhất là cô bác nên tách từng bẹ lá ra để rửa, đồng thời ngâm nước muối để loại bỏ được hết vi khuẩn và ký sinh trùng cư trú ở trong lá. Để an toàn hơn thì cô bác nên hạn chế ăn sống và nên trần xà lách ngay cả khi làm món salad nhé. Thứ tư đó là rau cải song. Cải song hay còn gọi là lá xà lách song là một loại thực vật thủy sinh hay bán thủy sinh bởi vì gần như có quanh năm, lại dễ trồng và nhanh lớn, ít tốn công chăm bón nên được xếp vào một trong những loại rau xanh cực kỳ phổ biến từ rất lâu trước đây. Tuy rất giàu chất dinh dưỡng, ăn giòn vị ngọt, vô cùng hấp dẫn, nhưng loại rau này cũng rất dễ gây bệnh cho con người nếu chế biến không cẩn thận. Ngoài việc mang theo bùn đất, vi khuẩn rất khó rửa sạch hoàn toàn, cải song còn chứa các loại giun như giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim. Thế nên cô bác cần đặc biệt lưu ý phải rửa rau thật kỹ trước khi chế biến nhé. Và cuối cùng đó là củ sen và ngò sen. Ngò sen hay củ sen không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đường, glucose, canxi, phốt pho, sắt, vitamin, mà còn là vị thuốc trong đông y. Nhưng do sinh trưởng trong bùn nên ngò sen và củ sen tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mang lại bệnh tật cho cả gia súc và con người. Ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa, ngò sen còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột, một loại sán là ký sinh trùng trong ruột người và một số gia súc, nhất là loại lợn. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn ngò sen với củ sen được nuôi trồng hay mọc hoang, đặc biệt là ở những nơi nguồn nước ô nhiễm không đảm bảo thì không nên ăn. Khi chế biến, cô bác phải rửa thật kỹ và nấu chín hoàn toàn rồi mới được ăn nhé.
Cô bác thân mến, như vậy là Sống Khỏe Mỗi Ngày đã vừa chia sẻ với cô bác về 5 loại rau củ rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, nhưng chúng lại được rất nhiều cô bác yêu thích và ăn thường xuyên. Do vậy, trong quá trình sơ chế và chế biến thì cô bác cần phải cẩn thận nhé. Cô bác thân mến, Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Nếu như quý cô bác thấy những thông tin mà chúng tôi chia sẻ bổ ích và thú vị thì quý cô bác đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này tới nhiều người để họ cùng biết và chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Kính chúc quý cô bác sẽ luôn sống vui, sống khỏe bên gia đình mình. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo.